Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cửa khẩu Hoành Mô, Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu. Tại thành phố Hải Phòng, nhiều cán bộ nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc, khiến cho ngành y tế công lập gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nhân lực. Nhiều người khiếm thị không ngừng tìm tòi sáng tạo trong lao động sản xuất, không chỉ nuôi sống bản thân mà còn góp phần cải thiện cuộc sống cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đường bộ thì vẫn chịu tác động do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là chính sách Zero Covid của phía Trung Quốc. Để duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu. Để rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã áp dụng triệt để hạ tầng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục khai báo hải quan. Đến nay, 100% doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu đều đã thực hiện thủ tục thông quan điện tử. Công ty có đẩy tờ khai lên trên hệ thống ấy thì chỉ khoảng 5-10 phút thôi là lực lượng đã giải phóng cho mình cái bảng tờ khai đấy để mình rút xuống. Và rút xuống thì các lực lượng hải quan ở bên kiểm hóa, bộ phận kiểm hóa đấy thì là sẽ tạo điều kiện rất là nhanh, chỉ khoảng mất 30 phút thôi là đã có thể thông quan một bộ tờ khai rồi. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Hoành Mô cũng tiếp tục duy trì việc kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu, đảm bảo giữ vững vùng xanh an toàn. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, hội đàm với các lực lượng chức năng phía Động Trung Trung Quốc để duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý cửa khẩu bên phía Việt Nam và trao đổi thường xuyên với phía quản lý cửa khẩu bên cửa khẩu Động Trung Trung Quốc để duy trì sự ổn định của hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hoành Mô. Và đồng thời thì chúng tôi đã cử hai tổ công tác gặp gỡ trao đổi làm việc với cả các doanh nghiệp hoặc có hoạt động trên địa bàn để kịp thời lắm những khó khăn vướng mắc và tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hoành Mô đạt trên 60 triệu đô la Mỹ, số thu xuất nhập khẩu đạt trên 70 tỷ đồng. Thu hút được 18 doanh nghiệp mới đến thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu. Cùng với việc duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, hiện nay các cấp chính quyền của hai bên cũng đang tích cực chuẩn bị hoàn tất các thủ tục để nâng cấp cửa khẩu Hoành Mô Động Trung thành cửa khẩu song phương, qua đó tạo điều kiện để khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô Đồng Văn. Với định hướng phát triển công nghiệp bền vững gắn với đô thị thông minh, thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh chuyển đổi, hình thành các khu công nghiệp xanh nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư sạch, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Với niềm tin phát triển công nghiệp có thể song hành với bảo tồn tự nhiên, tổ hợp khu công nghiệp Deepsea hiện là địa điểm đầu tư của gần 150 dự án trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ khác nhau, cam kết trở thành tấm gương đi đầu trong phát triển bền vững thông qua việc xây dựng khu công nghiệp sinh thái có tiêu chuẩn bền vững cao. Chiến lược phát triển bền vững của Deepsea tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tái sử dụng và tái chế nước, giảm rác thải, xây dựng công trình xanh và bảo tồn rừng ngập mặn. Năm nay, kỷ niệm 25 năm thành lập, Deepsea phát động chiến dịch trồng 2.500 cây xanh hướng tới bảo tồn rừng ngập mặn, đồng thời kêu gọi tất cả các doanh nghiệp trong tổ hợp chung tay xây dựng tương lai xanh bằng cách trồng nhiều cây hơn nữa trong khuôn viên của mình. Năng lượng tái tạo không chỉ là tương lai của Deepsea, mà còn của các công ty hoạt động tại Deepsea và Việt Nam nói chung. Trong thời gian tới, các dự án năng lượng mặt trời sẽ được triển khai rộng rãi trên mái nhà xưởng của các công ty. Mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2028 sẽ cung cấp 50% lượng điện tiêu thụ trong khu công nghiệp từ năng lượng tái tạo. Phát triển các khu công nghiệp xanh là định hướng mà thành phố Hải Phòng khuyến khích để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Về mặt định hướng dài hạn thì Hải Phòng cũng đã dịch chuyển rất là tốt trong cái việc là thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, từ thu hút theo số lượng chuyển dịch sang thu hướng theo chất lượng, tập trung vào các cái lĩnh vực ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực về chế biến chế tạo, mà những cái lĩnh vực doanh nghiệp là sản xuất xanh hơn, sạch hơn,
dịch chuyển dần từ những cái ngành nghề mà tập trung vào thâm dụng lao động, thâm dụng tài nguyên và còn gây ra ô nhiễm môi trường sang cái ngành sản xuất sạch hơn, thì tôi cho rằng đấy là những cái định hướng rất là đúng đắn. Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại là mục tiêu phát triển của thành phố. Trong đó, các giải pháp công nghệ cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, thân thiện với môi trường luôn được ưu tiên, quan tâm, chú trọng. Với quan điểm phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, đảm bảo hài hòa lợi ích gắn với phát huy các lợi thế của thành phố, Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2025 chuyển đổi từ 2 đến 3 khu công nghiệp thành khu công nghiệp sinh thái. Tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với sử dụng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả là hướng đi mà thành phố Hải Phòng đang phấn đấu và đang nhận được sự ủng hộ cao của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư thông thái. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo đánh giá của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hiện bình quân tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đạt khoảng từ 55 đến 57 kg thịt hơi các loại, khoảng 130 đến 135 quả trứng và khoảng từ 13 đến 15 kg sữa tươi. Mức tiêu thụ này đạt thấp so với khu vực, như là mức tiêu thụ thịt thì chỉ bằng 84% so với Hàn Quốc, trứng thì bằng 50% so với Nhật Bản và sữa thì bằng 40% so với trung bình châu Á. Cơ cấu thịt lợn, thịt gia cầm và thịt gia súc ăn cỏ đang có xu hướng thay đổi. Người tiêu dùng thì ngày càng quan tâm hơn tới sức khỏe và tiêu dùng các loại sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo đó, thì Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật và chỉ đạo về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm, trong đó phải cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm và giải thích rõ ràng đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi mà chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm, nghiêm cấm hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm. Để chủ động ứng phó với bão Noru, Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển, đê cửa sông, triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu, gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ mất an toàn trước khi bão đổ bộ, kiểm tra rà soát các công trình đê điều đang thi công dang dở, đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn đê điều. Tổ chức Skytrax chuyên đánh giá các hãng hàng không và sân bay trên thế giới vừa công bố bảng xếp hạng 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2022. Bảng xếp hạng này dựa trên hơn 14 triệu cuộc khảo sát khách hàng tại hơn 100 quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 cho đến tháng 8 năm 2022. Đáng chú ý là 3 hãng hàng không của Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đều được Skytrax vinh danh ở các hạng mục khác nhau. Theo đó, thì Vietnam Airlines đứng thứ 48 trong bảng xếp hạng 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới. Bamboo Airways được vinh danh ở hai hạng mục, hãng hàng không khu vực tốt nhất thế giới đứng thứ 15 và tốt nhất châu Á đứng thứ 2. Vietjet Air được đánh giá là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất Việt Nam. Chín tháng năm 2022 ghi nhận sự tăng trưởng ngoạn mục của ngành du lịch dịch vụ Quảng Ninh với tốc độ tăng trưởng ước trên 14,35%, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung 10,21% của tỉnh. Mọi cơ hội khôi phục ngành công nghiệp không khói thì được tỉnh Quảng Ninh nắm bắt trong tâm thế rất là chủ động và sẵn sàng. Nhờ thực hiện thành công chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ngay từ đầu năm, chủ động đi đầu cả nước mở cửa du lịch đúng thời điểm cùng với hàng loạt các giải pháp đồng bộ đã giúp cho du lịch Quảng Ninh hồi sinh mạnh mẽ và vững chắc. Quảng Ninh là một trong những địa phương top đầu cả nước về thu hút khách du lịch 9 tháng qua. Tổng lượng khách trong nước và quốc tế ước trên 9,1 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt 19.425 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Di sản Vịnh Hạ Long, thành phố Móng Cái và nhiều trung tâm du lịch của tỉnh có những thời điểm đón lượng khách kỷ lục kể từ sau dịch bệnh. Ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, vững chắc là nhờ những quyết sách đúng đắn, triển khai kịp thời, đúng thời điểm của tỉnh Quảng Ninh. Thành quả kiểm soát dịch bệnh cùng tỷ lệ bao phủ vaccine sớm nhất, cao nhất cả nước tạo điều kiện để Quảng Ninh là địa phương đi đầu mở cửa du lịch, được Trung ương lựa chọn phát động ra cả nước. Tỉnh Quảng Ninh thì luôn luôn là một trong những cái tỉnh mà chúng tôi đã đánh giá rất là cao là đi trước đón đầu. Thế và đã có những cái chính sách rất là cởi mở. Thế và từ cái chính sách đó thì tạo điều kiện cho ngành dịch vụ, trong đó có ngành du lịch là đưa vào những cái công tác quảng bá xúc tiến. Đến với Quảng Ninh là một trong những cái điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách. Đây là một cái điều mà rất là tốt
tỉnh luôn luôn và chỉ đạo và xem xét tất cả những cái việc mà tháo gỡ cho các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh du lịch. Tận dụng cơ hội quảng bá thu hút khách du lịch từ các hoạt động, sự kiện thể thao, văn hóa, tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức thành công 7 môn thi đấu tại SEA Games 31, kỳ họp thường niên lần thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC APAC 3, Festival Áo dài, Lễ hội Carnival Hạ Long. Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới, làm mới các sản phẩm sẵn có. Du khách đến Quảng Ninh có những trải nghiệm khác biệt, mới mẻ với phố đêm du thuyền, đêm nhạc trên thông, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường du lịch văn minh. Quảng Ninh chào đón du khách bằng nụ cười Hạ Long cùng hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Quảng Ninh là một địa điểm khá là gần Hà Nội và mình có thể di chuyển khá là dễ dàng với các hệ thống đường cao tốc, chỉ mất tầm 1 đến 2 tiếng và để đến đây, và nó rất là phù hợp cho việc những cái kỳ nghỉ ngắn ngày. Để lan tỏa hình ảnh điểm đến Quảng Ninh, ngành du lịch đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế, hiện thực hóa các hợp tác phát triển du lịch với các địa phương, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, gia tăng các đoàn khách đến Quảng Ninh. Bộ Sở Du lịch Quảng Ninh cũng như là các đơn vị hợp tác ở phía Quảng Ninh, từ nhà hàng, khách sạn, các cái đội tàu, cũng như là một số các đối tác chiến lược của TST tại Quảng Ninh cũng rất là hỗ trợ nhiệt tình để làm sao đó chúng ta có được một cái hệ sinh thái về sản phẩm nó phù hợp với lại du khách. Quảng Ninh vừa có một mùa du lịch hè tăng trưởng bứt phá. Bước chân vào những tháng cuối năm, tận dụng tiềm năng du lịch bốn mùa với những đặc trưng khác biệt của mùa thu đông, du lịch Quảng Ninh đang nỗ lực chuyển mình liên tục, trở thành điểm đến du lịch lý tưởng quanh năm, định vị thương hiệu kỳ quan bốn mùa. Năm nay chúng ta đưa vào khai thác đường cao tốc, thế thì cái điểm nhấn của cái mùa thu đông này sẽ là một số những địa phương dọc theo tuyến này. Tôi nói ví dụ như là Móng Cái chẳng hạn, rồi có thể những cái điểm mà trong vừa qua khách bắt đầu cũng quan tâm, ví dụ điểm Đầm Hà chẳng hạn. Tất nhiên thành phố Hạ Long vẫn là điểm, phải là điểm nhấn, phải điểm hút khách để mà chúng ta từ đó chúng ta lan tỏa khách ra các địa phương khác. Thì Hạ Long cũng đã có chương trình, đã xây dựng chương trình Carnival Hạ Long mùa đông, rồi một loạt chương trình văn hóa văn nghệ rất là đặc sắc. Sự phục hồi ấn tượng của du lịch Quảng Ninh trong 9 tháng qua là nền tảng vững chắc để ngành công nghiệp không khói tiếp đà tăng trưởng, bứt phá những tháng cuối năm, tiếp tục mở rộng thu hút các thị trường khách tiềm năng cả ở trong nước và quốc tế, gia tăng sức hút cho điểm đến bằng những trải nghiệm đẳng cấp khác biệt. Bộ Y tế cho biết là để chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em tại Việt Nam khi mà có đủ căn cứ cơ sở khoa học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức ra soát thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn thuộc nhóm từ 6 tháng cho đến dưới 5 tuổi. Đồng thời thì các địa phương cần phải đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho các nhóm tuổi này gửi về các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur khu vực trước ngày 30 tháng 9. Qua thống kê thì tính từ tháng 1 năm 2021 cho đến nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có 128 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc, khiến cho ngành y tế công lập của thành phố gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Vì vậy mà các bệnh viện công lập đã phải triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực này. Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão là bệnh viện hạng 2, có quy mô 250 giường bệnh. Theo đề án vị trí việc làm, bệnh viện cần 65 bác sĩ, nhưng thực tế hiện nay mới có 36 bác sĩ, thiếu 29 bác sĩ, nhất là những người có trình độ chuyên môn cao, chuyên khoa sâu. Đội ngũ bác sĩ không đủ, trong khi đó tính từ đầu năm đến nay đã có 17 cán bộ nhân viên y tế, trong đó có 5 bác sĩ xin nghỉ việc, chuyển công tác. Thêm về giải pháp thì bệnh viện tiếp tục là tuyển dụng thêm viên chức, thế nhưng mà nhất là đối tượng bác sĩ. Và thứ hai nữa là xây dựng đề án đào tạo tại chỗ, nhất là các cái đào tạo liên thông 4 năm để làm sao mà tăng cường cái bác sĩ cho bệnh viện. Cái thứ ba nữa là bố trí nhân lực theo các cái vị trí việc làm sao cho nó phù hợp với các chuyên ngành, các khoa phòng để làm sao mà đảm bảo được thực hiện cái công việc hàng ngày và đảm bảo được cái công tác khám chữa bệnh. Là bệnh viện hạng 2 nên Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão đang thực hiện tự chủ thu chi ở mức 70-90%, ngân sách chỉ hỗ trợ một phần.
Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số thu của bệnh viện giảm nhiều, chỉ bằng hơn 80% dự toán. Nhiều tháng nguồn thu không đủ bù chi. Vì vậy, bệnh viện không có kinh phí để chi trả mức tăng thêm cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế. Thu nhập còn thấp nên nhiều người đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác để có thu nhập tốt hơn. Cũng đề nghị làm sao thành phố có một cơ chế làm sao mà đặc thù riêng cho bệnh viện tuyến quận huyện. Về cái vấn đề là tài chính để làm sao mà đảm bảo được cái thu cái chi trả lương cho các cái phụ cấp cho cán bộ viên chức cho bệnh viện có cái thu nhập tăng thêm cho đội ngũ viên chức, nhất là đội ngũ bác sĩ. Với các giải pháp như tuyển thêm bác sĩ, đào tạo tại chỗ, bố trí nhân lực hợp lý là những việc làm cần thiết để khắc phục khó khăn trong việc thiếu hụt nhân lực y tế. Nhưng đây cũng chỉ là những giải pháp tình thế trước mắt. Về lâu dài, thiết nghĩ vẫn cần một cơ chế, giải pháp để nâng cao đời sống cho đội ngũ y bác sĩ, giúp họ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện tại thì đang là thời điểm giao mùa tại miền Bắc và rất thuận tiện cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nhiều bệnh viện ở Hà Nội thì đang bị quá tải do số bệnh nhi nhập viện tăng rất mạnh. Khoa nhi bệnh viện Thanh Nhàn 2 tuần nay luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều gia đình đã phải đưa con ra ngoài hành lang ngồi cho thoáng, bởi lẽ với số bệnh nhi và người nhà đông, phòng bệnh trở nên ngột ngạt hơn. Nghe tim phổi đã thấy bảo là viêm phổi rồi, nhập viện luôn rồi. Mà cũng đông nữa. Hôm qua thì vào cũng chả còn phòng, cũng chả còn giường. Trong phòng em có đúng một cái giường của em là trống. Hàng loạt bệnh nhi phải nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp. Tình trạng bệnh nhi tăng cao khiến cả người nhà và bệnh nhi đều cảm thấy mệt mỏi. Lần trước vào là bị viêm phế quản này, rồi viêm tai giữa. Thì cháu chữa được 8 ngày xong rồi về thứ 5 ra viện thì đến chiều thứ 6 cháu lại sốt cao. Mỗi ngày, khoa nhi bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp. Số ca mắc tăng đột biến thời gian gần đây đã khiến bệnh viện buộc phải kê thêm giường bệnh để đáp ứng nhu cầu. Khoảng một tháng nay thì cái số lượng tăng đột biến như thế. Còn sau cái dịch, sau cái giãn cách, 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 ấy, thì lượng bệnh nhân cũng đã đông cho đến bây giờ rồi. Chủ yếu bệnh nhân nhập viện trong tình trạng là các bệnh lý đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản. Chiếm 2/3 số lượng đấy. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, số bệnh nhi nhập viện do bệnh hô hấp cũng tăng vọt, trong đó gần một nửa là do nhiễm adenovirus. Bệnh viện đã phải bố trí khu phòng bệnh riêng dành cho những trẻ này. Nhiều trẻ vừa ra viện đã phải nhập viện lại lần nữa. Mùa này là cái mùa hè đang bắt đầu bước sang mùa xuân. Đấy là mùa của virus. Và hầu hết là những em bé viêm phổi do virus thì cũng đã có tỷ lệ tăng rất là cao. Và đặc biệt là chúng ta vẫn nghe nói đến một loại virus là adenovirus. Và viêm phổi do adenovirus cũng tăng khá là cao trong cái mùa này. Việc số bệnh nhi tăng đột biến đã khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng đông đúc, gây khó khăn cho quá trình thăm khám, điều trị cho trẻ. Các bác sĩ lưu ý, phụ huynh nên thường xuyên vệ sinh đường hô hấp trên cho trẻ, bởi đây là nơi vi khuẩn, virus xâm nhập đầu tiên. Trẻ cũng cần được tăng cường miễn dịch bằng cách sinh hoạt khoa học như ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, cách ly với trẻ có triệu chứng với bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, phụ huynh nên cho trẻ đi tiêm vaccine đúng lịch và đầy đủ. Bị mất thị lực hoàn toàn hoặc là gần như không nhìn thấy gì, khả năng di chuyển bị hạn chế và đặc biệt là khó khăn khi mà tìm việc làm. Nhưng mà với nhiều người khiếm thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì những trở ngại để họ tìm tòi, những trở ngại đó thì đã biến thành động lực để họ tìm tòi sáng tạo trong lao động sản xuất, không chỉ nuôi sống bản thân mà còn góp phần cải thiện cuộc sống cho gia đình. Nhìn cách người đàn ông này chẻ tre, đan lát thì khó ai đoán được đây là một người khiếm thị bẩm sinh. Mặc dù từ nhỏ đã không nhìn thấy gì, lớn lên lập gia đình, sinh tới 4 người con. Nhưng với ý chí quyết tâm và sự cần cù chịu khó, ông Đoàn Văn Tình ở thôn Cổ Lễ, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều luôn là lao động chính trong nhà. Trước kia hai vợ chồng ông từng làm nhiều nghề nhưng mà thu nhập bấp bênh, cuộc sống rất chật vật. Năm 2010, ông Tình nhận thấy nhu cầu hàng mã của người dân tăng cao nên quyết định chuyển sang làm công việc này. Hàng ngày, người vợ chở chồng vào rừng chặt tre, đắn nhỏ ra rồi đem về nhà. Ông Tình trực tiếp vót từng chiếc nan, tự may mò để đan từng con ngựa. Chúng tôi đi hỏi han về cái đan này, nhiều người ta nói này, tôi khẳng định ông mua không thể đan nổi con ngựa, bởi vì người ta sáng mắt,
đàn 6 tháng không chấp được con ngựa. Tôi bỏ vợ tôi đi ra chợ mua ngựa về, tôi bóc ra tôi xem lần mò tôi đàn, quyết tâm đàn con ngựa bằng được. Thành công con ngựa thì tôi phát triển được hết, từ con voi, con rắn, con rồng, rồi là hình nhân, hình người là ở nhà hàng người ta yêu cầu cái gì thì tôi đàn được hết. Trước kia đấy thì chúng tôi đấy thì cũng mày mò lắm, nhưng cũng đầm rồi chì rồi cua cẫu. Thế đến thời gian mà nó nổi lên cái gọi là đàn hàng mã là nó phát triển đấy. Thế thì vợ chồng tôi cũng cố gắng thì học hỏi, xóa được cái nghèo, giảm được cái đói rồi. Thì bây giờ gọi là vừa rồi cũng làm được cái căn nhà gọi là khang trang. Năm nay đã 63 tuổi, các con đều trưởng thành và tự lập về kinh tế. Nhưng hàng ngày ông Tình vẫn miệt mài lao động. Bên cạnh nghề đan hàng mã, ông bà còn làm tăm tre để tăng thu nhập. Ngoài ra, sau khi được học nghề tại Hội Người Mù tỉnh Quảng Ninh, ông Tình cũng làm thêm công việc xoa bóp tẩm quất tại nhà. Cuộc sống của gia đình nhờ vậy mà ngày càng ổn định. Khác với ông Tình, từ lúc chào đời đến nay thì anh Lê Văn Khoa ở thôn Lạch Cát, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả vẫn lờ mờ nhìn thấy, nhưng mà cũng chỉ đủ để phân biệt được giữa ngày và đêm. Thử thách của số phận không dừng lại ở đó. Bố mất khi anh mới chập chững biết đi, còn con trai lớn của anh cũng bị mù bẩm sinh. Vì vậy, cuộc đời của người đàn ông khiếm thị này luôn là một hành trình không ngừng cố gắng chiến đấu với nghịch cảnh. Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, từ thời niên thiếu, anh Khoa đã lăn lộn với ruộng đồng, lúa ngô. Năm 2007, lần đầu tiên được tiếp cận với Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Hội Người Mù Việt Nam, anh mạnh dạn vay 5 triệu đồng để đầu tư con giống, phát triển thêm nghề chăn nuôi. Từ đàn gia cầm và chục con ban đầu, đến nay, sau nhiều lần vay vốn mở rộng sản xuất, anh Khoa đã sở hữu một trang trại nhỏ với gần 100 con ngan, gà và vịt, 2 con trâu. Đàn lợn vừa xuất chuồng 18 con thì hiện vẫn còn 5 con. Mô hình đem về cho gia đình anh nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Và ngôi nhà khang trang này chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của người đàn ông khiếm thị. Từ ngày vào hội thì hội cũng cho anh vay được cái vốn thì về để phát triển chăn nuôi trồng trọt, làm kinh tế gia đình. Anh là một hội viên cũng rất là tích cực cố gắng, là vì một gia đình mà hai bố con đều bị hỏng mắt cả. Về phát triển cái mô hình kinh tế gia đình như thế này thì nói chung là người sáng cũng còn khó, chứ đến anh em người mù chúng tôi thì cũng rất là phải là thực sự phải là cố gắng. Người Việt có câu, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Nhưng với đôi tay lành lặn và ý chí vươn lên, những người khiếm thị như ông Tình, anh Khoa vẫn có thể tự lực phát triển kinh tế, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chương trình Chuyển động Đông Bắc hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.